Hai con ở nhà nhá. Dạ. Đi ở nhà nhá. Hả? Đi. Anh đi công việc tí. Nói. Hả? Nói nhá. Đi coi. Sao đây? Mẹ chui ở trong chăn. À, Bibi đâu? Bibi dỗ. Bibi. Đây, chạy đâu chị nhanh ơi. Đi đâu chạy nhanh ơi. Đá pizza chị lấy sữa ra Bi uống nè. Không buồn nữa. Hai con ở nhà nhá. Đi ở nhà nhá. Hả? Đi. Anh đi công việc tí. Anh đi có thể đi chiều hoặc là sáng anh về đấy. Ba đi rồi. Em ở nhà với Bi nhá. Đi rồi nhá. Đi nhà nhá. Hả? Hai con ở nhà nhá. Nhận bán nha. Đi nha. Hả? Sao? Hả? Hai con nha. Bà đi ngay đó. Ngay qua đây nha. Là đây cái chăm hai đời đi. Đi nha. Đi nha. Đi nha. Đi về nha. Ba đi. Ba đi. Ba đi. Hả? Ba nha. Bibi. Bibi nhà đi. Bibi nhà đi. Hai con nhắm cái Bibi cho ra Bibi. Bibi kìa. Đi đâu đấy? Hả? Sao? Có Bibi nhà đi mà. Đi làm gì? Nào Bibi đi làm gì ra đây? Rồi á. Đi đi ngoài đấy. Nào Bibi đâu đấy? Đi làm gì đây? Nào Bi. Bi ơi. Bi ở nhà đi. Bi ở nhà. Bi ở nhà. Thôi không đi đâu. Thôi đi. Bi ở đây. Bi ở nhà đi. Đi đâu đây? Nào, đi đâu? Đi đâu? Đi nhà nhá, đi nhá. Ừ. Đi nhà là lát anh lấy em để anh đi cũng được. Ai gọi đi nhà nhá? Đi một ngày ba về thôi. À, đi đi đến có thể tối về nhá. Ừ. Ba về nhá. Đi nhà. Ừ. Đi rồi. Ai gọi vào đi. Bye bye đi. Bye bye nhá. Bye bye. Sao mà dỗi đây? Chị làm gì Bi đó, Bi sợ hả?
Bibi đâu ở Bibi dỗ ấy. Bibi đây, chạy đâu chạy nhanh ơi. Bibi đâu chạy nhanh ơi. Chị lấy sữa cho Bi uống này. Không buồn nữa. Bi không phải ba đâu, mà ba chưa rồi đâu. Bibi hả?
đây chị cắt cho. Cắt cái này đi. Cắt để tìm nó xem nhỉ. Đi mà xem Bibi vào đây xem. Đi ngủ ngoan nhé, đi nghỉ ngơi chơi ngoan nhé. Mai sáng mai ba về rồi, không buồn nữa nha. Em đi về vui nhé, sữa ngon nhỉ. Đói hết rồi chị ra cắt cho. Đói. Thế sạch rồi này còn gì mà hút đâu, cắt cho. Đói, nạp vào cái này. Hết rồi, lắm mẹ đi nha. Phải ngoan thế chứ. Ba đi rồi sáng mai ba về thôi. Ba có việc gấp. Đà này ba bận rồi. Tại sao? Không buồn đi nhé. Đây, xem đi nhé. Để xem nhé. No bụng rồi ạ. Ba nhé.